Những hình ảnh mà các bạn đang thấy ở bên trên màn hình là chiếc xe Nissan Ariya, mẫu xe ô tô thuần điện đầu tiên của thương hiệu Nissan được sản xuất thương mại. Hiện tại mức giá bán của chiếc xe này ở tại thị trường Mỹ có thể sẽ rơi vào khoảng 40.000 USD, tương đương với khoảng 800 triệu đồng tiền Việt. Sở hữu một ngoại hình có thiết kế tương lai giống với các phương tiện ở những bộ phim khoa học giả tưởng, Nissan Ariya được cho là con át chủ bài của hãng xe Nhật ở tại thị trường Mỹ và châu Âu và là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với VinFast VFE35. Mẫu crossover chạy điện này có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cũng như sở hữu hai gói pin có kích thước khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng pin 63kW, phiên bản cao hơn sử dụng gói pin 87kW, giúp cho mẫu xe này có thể chạy được tối đa lên tới 482km cho mỗi lần sạc đầy. Ngoài ra, xe còn có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ trong vòng 5 giây. Cabin của Ariya có khoảng không gian vô cùng rộng rãi nhờ không sử dụng động cơ đốt trong. Bên cạnh đó, những nút bấm cơ học điều chỉnh điều hòa và các tiện ích trên xe giờ đây được sử dụng công nghệ cảm ứng hiển thị bên trên bề mặt táp lô xe, vừa khiến cho người lái có thể dễ dàng thao tác, vừa khiến cho người sử dụng có cảm giác không khác gì sử dụng những phi thuyền không gian. Điểm đáng chú ý về mặt công nghệ của chiếc xe này nằm ở hệ thống ProPilot của Nissan, cho phép người lái rảnh tay trên đường cao tốc ở một số quốc gia có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển. Đây là một trong những hệ thống giúp cho mẫu xe này có khả năng đạt được tự hành cấp độ 4.